về Ngọc Tràng hôm nay, hàng mới về hôm nay 18 tháng 2, Ngọc Tràng luôn nha, rất nhiều luôn. Hôm nay là thứ bảy nè, mà thứ bảy mình vẫn chị đặt giao hàng nhiều ghê. Đây là khu cá dứa sấy dẻo nha, cái loại này là cá dứa sấy dẻo. Đây, một gói như vậy là một con. Năm nay thời điểm này á, cứ tới thời điểm mà sau Tết á là đó là cuối mùa cá dứa nên chị nuôi được 2 năm rồi, nên con cá nó khá là to nha. Con này là cỡ 5 bạn nè, con này to lắm. Con này sấy dẻo rồi còn 8 lạng luôn á. Rồi, con này cỡ 6 lạng nha. Cá dứa sấy dẻo. Đó. Rồi, bên đây nó gì? Hai phần cá dứa sấy dẻo. Quá trời luôn á. Cá dứa sấy dẻo này ước làm được năm nay năm thứ 3 rồi. Bắt đầu cái anh chị chuộng sản phẩm này. Cứ hai ngày là lên một chuyến mà 5-70 kg mà hết trơn đó chị. Hôm bữa thứ năm á là lên á hết rồi, hôm nay thứ bảy lên tiếp là hai thùng luôn. Rồi còn đây là khô cá sặc sấy dẻo vị vừa ăn, size này là 12 con 1 ký nè, 12 con 1 ký cá sặc sấy dẻo. Rồi còn đây là tôm thể thiên nhiên, tôm này một chị có một sọt tôm thiên nhiên này, hàng cứ mới lên rồi giao đóng thùng. Nướng sa tế, nướng mọi hoặc là xào chua ngọt hơi bị siêu luôn, nếu ăn cơm thì xào chua ngọt, còn mấy cái ăn nhậu, món nhậu này nọ đó là nướng sa tế hoặc là nướng mọi. Rồi cũng làm sẵn hết trơn rồi, cái này thì mực nắng, rồi cần dơ đây, mực cần dơ đó chị, chung với cái dứa này rồi là xả ra là nướng thôi. Đây, mực nắng, rất là tươi, rối luôn á, nhìn là kích thích liền à. Đó, hôm nay là ngày 18 tháng 2, ngày thứ bảy là con đi về rất là nhiều, con thấy nhiều chưa? Đấy, để giao hôm nay và ngày mai cho khách ăn ở đây cũng như là đóng thùng đi nước ngoài. Rồi thì thứ ba tuần sau Quốc Lâm sẽ lại lên cá mới để cho các anh chị đem đi nữa. Thì bây giờ anh chị muốn đặt cái khô cá gì để làm quà biếu cho người thân mình đi về nước thì cứ nhắn Zalo cho Quốc Lâm nha. Quốc Lâm biết khoảng giờ các anh chị về nước nhiều lắm, đặt Quốc Lâm nhiều lắm, nên anh chị muốn đặt cái gì đó thì cho người thân mình làm quà đi về Mỹ, về Úc, đi về Canada sau khi mà về được sang Tết đó, thì cứ nhắn Zalo chúng tôi để được tư vấn nha. Chúng tôi xin chào anh chị nha.